Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 24 tháng 12 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Bước sang ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý đang gặp cục diện ngủ hành ngọ tí tương xung, đây là điểm báo về sự tranh cãi có thể xảy ra trong hôm nay với bạn tuổi Tý bạn cần điều chỉnh bản thân sao cho luôn ở trạng thái tốt nhất giữ sự khiêm tốn lễ độ và hòa nhã bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng để tránh xa phiền toái không cần thiết nhưng với bạn tuổi tý ngày này cũng đừng quá lo lắng bởi chính ấn xuất hiện với bạn có thể nhận được những cơ hội tốt mà các thần này mang tới đó có thể là cơ hội công tác hay tham gia các buổi hội thảo để nâng cao kỹ năng tuy nhiên không nên ham công tiếc việc và bỏ bê sức khỏe bản thân trong ngày cũng gặp thủy hỏa xung khắc điều này gây tác động xấu lên mối quan hệ tình cảm của con giáp này vì thế bạn nên chú ý đến lời nói khi đưa ra ý kiến cá nhân vì bạn có thể làm tổn thương đối phương mà không hay biết tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim ngày sung của buồn mạng ngày có nhiều việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt tuy nhiên không nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có hẹn ước không như ý không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến không hay có tin buồn ở xa hoặc sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày không nên vội vã quyết định mọi công việc có liên quan đến công danh tình cảm không nên đi xa cẩn trọng trong việc đi đường sức khỏe không tốt có tin tức xấu về sức khỏe buồn mạng tình cảm công danh của người thân tránh sự thị phi tranh cãi đề phòng tiểu nhân nói xấu tung tin xấu tài lộc kém hoặc bỏ nhiều công lao mà không có kết quả hoặc nhận được thù lao ít ỏi tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng nên cẩn trọng trong sự đi lại có người bất đồng ý kiến với mình nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi hy sinh mới có kết quả tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân bè bạn đến giúp đỡ có cuộc vui tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng có việc lo âu cần phải di chuyển đi lại cẩn trọng trong việc đi đường sức khỏe không tốt hoặc rất khó khăn trong việc nhờ cậy hoặc gặp gỡ người mình mong muốn hao tốn về giao thiệp gặp gỡ có tin xa tài lộc trung bình phải bỏ nhiều công lao mới có kết quả hoặc nhận được thù lao ít ỏi tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng nếu có mưu sự về việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi hy sinh mới có kết quả nếu có thể không nên tiến hành hãy để vào một ngày khác nên cẩn trọng trong sự đi lại di chuyển có người bất đồng ý kiến với mình tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân bè bạn đến giúp đỡ tử vi tuổi sửu ngày này với bạn tuổi sửu xem tử vi cho thấy cục diện ngọ sửu tương hại nhắc nhở bạn tuổi sửu trong ngày làm việc gì cũng nên thận trọng kẻo sẽ vướng họa tiểu nhân nói năng từ tốn suy nghĩ kỹ trước khi nói sẽ giúp bạn giảm bớt nguy cơ đắc tội với người khác và ngày này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được chính tài nhập cục bù đắp cho bạn có một ngày thứ sáu may mắn trên đường tài lộc bản mệnh không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính Lúc này, bản mệnh nên tập trung làm tốt công việc chính chứ đừng ham cái lợi trước mắt mà bê trễ công việc tạo ra tiền chính cho mình. Bên cạnh đó trong ngày cũng gặp được hỏa sinh cho thổ vượng, có thể mang đến tin vui cho chuyện tình cảm của bạn. Đường tình duyên như ý, hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim để không bỏ lỡ người mình yêu thương. Cả hai đã đi một đoạn đường dài mới gặp được nhau nên hãy trân trọng duyên lần này nhé. Tử Vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Điểm tốt hay điểm xấu chưa biết được phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu sẽ không có lợi cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt tài lộc đến nhanh hao nhanh tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự đảo lộn trái ý hoặc tin tức đến chỉ đem thêm sự ràng buộc rắc rối tài lộc không tốt dễ hao tốn về sửa chữa tu bổ trả nợ có tin vui về sức khỏe hoặc tình cảm của bè bạn thân nhân có liên quan đến mình nhà có đình đám hoặc được mời ăn uống nhưng không vừa ý hoặc không đi hoặc phải trở về nửa chừng tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự rời hẹn chậm trễ không được như ý muốn không nên tin chắc vào sự tính toán dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở bỏ giờ nhưng vẫn không phải là xấu ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin của họ tài lộc trung bình tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ việc đến hãy cố gắng làm và giải quyết nhanh nhất là đối với những vấn đề nhỏ không có tính lâu dài đối với những việc lớn cần phải xem xét lại đề phòng sự thiếu sót nếu có gặp trở ngại cũng không nên lo lắng sẽ có cơ hội tâm tình bất an gia đạo có chuyện buồn hoặc vì lo lắng mà mỗi người một ý tài lộc trung bình tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự rời hẹn chậm trễ không được như ý muốn không nên tin chắc vào sự tính toán, dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở, bỏ giờ nhưng vẫn không phải là xấu. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Tài lộc khó khăn, dễ hao. Tử vi tuổi dần với bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp cục diện tam hợp xuất hiện, cho thấy trong tử vi thứ sáu của bạn tuổi dần sẽ được che chở cho đường tình duyên của bản mệnh thêm phần thăng hoa, người độc thân nhận ra đâu là yêu thương đích thực, cứ tìm kiếm ở tận đâu nhưng bạn chẳng thể ngờ được đó lại là một người luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho mình bấy lâu. Trong công việc, với bạn tuổi dần ngày này, có thể do tác động của tỷ kiên mà những chú hổ trở nên kiêu ngạo, ít chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu bạn muốn vươn lên vị trí cao hơn, mở rộng tương lai sự nghiệp thì nên điều chỉnh lại thái độ, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 âm lịch, trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt. Ngày của sự buôn ba, vất vả mọi việc hãy để tự nhiên sẽ có lợi có tin xấu cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc có trở ngại cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng phương tiện xe cộ ngày có tiệc tùng đình đám nhưng cũng không nên bày vẽ thêm có chuyện không như ý có tin tức tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ tất cả việc mong cầu về công danh tình cảm tài lộc đều không tốt không nên hấp tấp giải quyết những việc lớn lao sẽ gặp rủi ro sức khỏe không tốt có tin không thuận lợi về công danh tình cảm sức khỏe của người thân cẩn trọng trong vấn đề pháp luật tranh luận kiểm tra đề phòng thị phi tranh cãi mọi việc đều chưa xong hao tốn về đi lại xe cộ tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc ngày có sự buôn ba vất vả và có nhiều sự kiện tin tức đến cần phải lo toan mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt hoặc có người thời thế gây áp lực không thuận lợi mọi việc hãy để tự nhiên có tin xấu cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng xe cổ tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim tất cả việc mong cầu về công danh tình cảm tài lộc đều có sự thay đổi cần hỏi ý kiến của người trên quý nhân không nên hấp tấp giải quyết những công việc lớn lao sẽ gặp rủi ro cẩn trọng trong vấn đề pháp luật tranh luận kiểm tra mọi việc đều chưa xong hao tốn về đi lại xe cổ đề phòng rủi ro tử vi tuổi mão. Trong ngày đang gặp cục diện ngọ mão tương phá, có thể là nguyên nhân khiến phương diện tình cảm của con giáp này gặp nhiều trục trặc buồn nhiều hơn vui. Với những người đã lập gia đình, tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu rạn nứt, bạn cần phải chú ý và trò chuyện, tâm sự với nửa kia nhiều hơn. Bên cạnh đó trong vận trình thứ sáu này với bạn tuổi mão đang có điểm báo, vận xui đeo bám, kiếp tài là hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn trên đường tài lộc ngày hôm nay, nguy cơ mất tiền, hao tổn tài chính của mệnh chủ rất cao. Tốt nhất là hạn chế các khoản không cần thiết, thận trọng với các quyết định tài chính chi tiết và cố gắng bảo vệ tốt tài sản của mình. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 21 tháng 11 âm lịch nhân thần ở ngón chân, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài, sự mong cầu về tin tức việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn dễ bị mất uy tín có cuộc đi ngắn tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng nếu không tỉnh táo thì dễ bị kẹt hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành hoặc ra đi sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ bổ sung nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt tiệc tùng sẽ có chuyện không như ý có sự hư hại có tài lộc nhưng dễ hao tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ sự việc chưa phải là lúc kết thúc dù tình thế, hoàn cảnh đã có biến chuyển. Chỉ thuận lợi cho việc sơ giao về đính ước chấp thuận trên nguyên tắc. Mọi việc trở ngại trước tốt đẹp sau, nên từ từ mà tiến. Có tin buồn hoặc có sự rời hẹn, sai hẹn do người mình cần gặp bị trắc trở, đau ốm, bận lo vào việc khác. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, không được như ý. Có lộc ăn, quà tặng nhỏ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn dễ bị mất uy tín có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng, cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài, có tin buồn về rủi ro, tai nạn của người thân tròm xóm. Có tiệc, cuộc vui, sự mong cầu về tin tức, việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Có cuộc đi ngắn, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim. Việc gì cũng có giới hạn, không nên háo thắng, toan tính nhiều chuyện sẽ không có kết quả mà lại có sự thiệt hại, bực mình đáng tiếc nếu có tiệc tùng hoặc được mời thì không nên ở lâu chỉ gặp sự không hay và hao tốn có sự chậm trễ rời hẹn chờ đợi không như dự tính có việc phải làm lại hoặc phải quay về chốn cũ gặp lại người xưa tử vi tuổi thìn bước sang ngày thứ sáu này cho thấy dưới sự che chở của thiên tài trợ mệnh làm cho bạn tuổi thìn có thể sẽ đón nhiều tin vui về tài lộc người làm công ăn lương bỗng được giới thiệu cho mối làm ăn ngon nghẻ. Tuy thời gian của bạn sẽ trở nên eo hẹp và bận rộn hơn nhưng có thêm tiền bạc thì có há gì? Còn đối với người kinh doanh, buôn bán vẫn làm chủ được tình thế, thu chi cân bằng giúp bạn tích góp được khoản tiền khá, dùng cho tình huống bất ngờ. Nếu ở thời điểm này được chỉ đường mách nước cho những cơ hội làm ăn bất ngờ đừng trần trừ thêm nữa, tranh thủ tiến hành ngay bạn nhé bên cạnh đó trong ngày cũng gặp được ngày mộc sinh hỏa tình yêu có cơ hội nở hoa kết trái khi bản mệnh chịu mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới từ đối phương đã tới lúc bạn sống cho chính bản thân mình hãy tận hưởng những cung bậc cảm xúc thú vị mà chỉ tình yêu mới mang tới tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên bỏ mặc chuyện thị phi tai tiếng lời trách oán và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc đề phòng các tai nạn rủi ro sức khỏe không tốt không nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày nếu là tin tốt cũng không nên quá lo ngại nếu là tin xấu nên giữ lời hứa sự ước hẹn cần phải bình tĩnh để giải quyết không nên để hoàn cảnh khó khăn hiện tại lôi cuốn bị dụ dẫn tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi đưa đến bực mình tranh cãi mít lòng giới hạn việc đi lại đề phòng rủi ro nếu có của vui thì cũng không được vừa ý có tin hoặc chuyện buồn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi đưa đến bực mình tranh cãi mít lòng nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt giới hạn việc đi lại di chuyển đề phòng rủi ro nếu có của vui thì cũng không được vừa ý có tin hoặc chuyện buồn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim không nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày nếu là tin tốt cũng không nên quá lo ngại nếu là tin xấu. Cần phải bình tĩnh để giải quyết, không nên để hoàn cảnh khó khăn hiện tại lôi cuốn, bị dụ dẫn. Nên bỏ mặc chuyện thị phi, tai tiếng, lời trách oán, và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc. Hãy ngồi nhìn sự việc diễn tiến mới tốt, đề phòng các tai nạn rủi ro, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày có điểm báo tiến thoái lưỡng nan, phân vân khi đương đầu với khó khăn, chuyện buồn. Nên tìm gặp quý nhân và chờ đợi tin tức ở xa hoặc vì uy tín mà phải giải quyết những chuyện có sự giao hẹn, đính ước. Nên nhẫn nhịn, có tài lộc. Tử vi tuổi tỵ Bước sang ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ đang gặp được thực thần là các thần che chở cho vận trình của bạn tuổi tỵ trong hôm nay, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Bạn dễ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy cơ hội làm ăn ngay trong tầm tay. Mệnh chủ nên mạnh mẽ, quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội phát tài ngày này đối với những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc bình ổn và hòa hợp với đồng nghiệp mọi người vui vẻ bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra tuy nhiên trong ngày lại gặp ngũ hành hỏa vượng khiến tâm trạng những chú rắn khá nóng này bạn có xu hướng thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác hãy biết đặt mình vào vị trí của đối phương đừng coi việc người khác chiều theo ý mình là hiển nhiên tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa mọi sự đều thay đổi. Thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát. Chuyện tình cảm, vui chơi, giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý, vướng mắc vào chuyện mình không thích. Có tin không tốt ở xa. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Mọi sự rất dễ thay đổi. Do đó việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên trần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt, có chuyện buồn, tài lộc kém. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên trần chờ dễ gặp trở ngại, khó khăn, hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt, tài lộc khó khăn. Tử Vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim. Mọi sự đều thay đổi, ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ, chuyện tình cảm vui chơi, giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý, vướng mắc vào chuyện mình không thích. Có tin không tốt ở xa, thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát. Tử Vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy. Mọi sự rất dễ thay đổi những việc cần thiết thì nên làm cho xong vì sẽ có sự kiện hoặc tin tức mới cần phải giải quyết. Không nên nóng nảy khi thấy có sự chậm trễ về hẹn ước, vì đây là chuyện ngoài ý muốn. Có tài lộc. Tử vi tuổi ngọ. Xem tử vi cho thấy, thứ sáu này phạm cục diện ngọ ngọ tự hình, điều này khiến cho bạn tuổi ngọ đang có điểm báo có sự mệt mỏi vì những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm trong đầu bản mệnh thậm chí còn lo lắng nhiều thứ chưa hề xảy ra rồi lại tự trách mình tâm trạng rất thiếu lạc quan nếu không sớm tìm cách khắc phục bạn có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển trong hôm nay bạn tuổi ngọ vốn là người thông minh và nhanh nhẹn tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội gây ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định nếu còn chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình hãy thoải mái trao đổi với những người xung quanh Chẳng những thế, trong ngày thứ sáu này lại gặp hỏa vượng, còn khiến cho tuổi ngọ dễ nổi nóng vì những chuyện không đáng, có thể trở thành một trong những lý do khiến cho tình yêu giữa hai người xuất hiện những vết dạn nứt. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, nên hành động một cách bình thường. Có tin xa, hoặc gia đạo có khách đến. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết. Không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, có trở ngại. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Tránh sự tranh chấp cãi cọ lôi thôi, chớ nên manh động làm càn chỉ rước lấy thất bại hoặc bị khiển trách. Nên cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng và trong khi sử dụng xe cộ, máy móc. Nên ngồi yên tu bổ sửa chữa, sắp xếp lại công việc. Có tin tức, mọi việc khó có sự kết thúc chậm trễ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết. Không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành có trở ngại. Nên hành động một cách bình thường, có tin xa hoặc gia đạo có khách đến, có tài lộc. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết nhưng không nên vội vã tiến hành hoặc giải quyết có trở ngại. Nên hành động một cách bình thường, có tin tức ở xa. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, chớ nên manh động làm càn chỉ rước lấy thất bại, hoặc bị khiển trách. Ngày có nhiều sự xung đột, mâu thuẫn, bị áp lực. Nên cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng và trong khi sử dụng xe cộ, máy móc. Nên ngồi yên, tu bổ sửa chữa, sắp xếp lại công việc. Tránh sự tranh chấp, cãi cọ lôi thôi. Có tin buồn. Tử vi tuổi mùi vận trình thứ sáu này xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi đang gặp được lục hợp che chở làm cho đường tình duyên của bạn tuổi mùi thêm phần rực rỡ gia đình luôn là điểm tựa vững chắc sau những khó khăn vất vả bên ngoài sau một ngày làm việc mệt nhoài bạn chỉ muốn được về nhà và quây quần bên những người thân yêu mà không cần lo nghĩ bất cứ vấn đề gì đó là lý do con giáp này luôn trân trọng hạnh phúc gia đình và làm mọi cách để bảo vệ nó bên cạnh đó trong ngày đang gặp được chính tài nhập mệnh ít nhất thì ở thời điểm này tài chính của bạn vẫn khá ổn định thu nhập vững vàng giúp cho những chú dê có đủ tiền bạc để làm những điều mình muốn mà không phải đong đếm quá nhiều. Tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 21 tháng 11 âm lịch, trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim có cuộc đi ngắn hoặc có người đi xa ngày có sự thay đổi hoặc cần phải tiến hành như đã định trước không nên để lời bàn gia tán vào mà hãy tự mình quyết định cho nhanh tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày của đám đông hội ngộ hội họp họp mặt hẹn ước định kỳ đã đến lúc có sự thay đổi trong mọi việc sự mong cầu về tài lộc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả tốt không nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ không hay có cuộc đi ngắn hạn hao tài vì giao thiệp mua sắm có tin buồn. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Không phải là dễ dàng khi giải quyết một lần là xong, còn nhiều sự việc xảy ra. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Tài lộc dễ có sự hao tốn. Có tin buồn, không như ý. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn của mình hoặc của gia đình. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro nên có sự tu bổ chỉnh đốn lại công việc nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại ngày dễ có sự hao tốn có tin buồn không như ý tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro nên có sự tu bổ chỉnh đốn lại công việc nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại ngày dễ có sự hao tốn có tin buồn không như ý tử vi tuổi thân với bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp thiên quan giáng họa nhắc nhở bạn tuổi thân cần làm việc cẩn thận và tính toán kỹ càng trong hôm nay để hạn chế rủi ro có thể xảy ra tiểu nhân vận của bạn đang khá lớn chỉ một phút bất cẩn bạn cũng có thể để kẻ xấu nắm thóp và gây bất lợi cho mình vì thế trong ngày này với bạn tuổi thân cần nhớ phải bình tĩnh xử lý tình huống chứ đừng để bị kích động hãy thể hiện bản lĩnh của mình bằng sự điềm tĩnh và khôn ngoan trong cách đối đáp hành động với những kẻ tiểu nhân lại thêm trong ngày đang gặp ngủ hành hỏa kim xung khắc còn gây ra những trắc trở trong tình duyên của những chú khỉ người mình thương lại không có tình cảm với mình người có tình với mình thì bản thân chẳng chút gì rung động điều này khiến bạn vô cùng chán nản và có xu hướng khép chặt trái tim mình lại một lần nữa tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy sự chờ đợi về tin tức không được như ý không có kết quả mong muốn có trở ngại rắc rối có sự thay đổi hoặc có cuộc đi mà lòng không vui có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa. Nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi, hoặc vì hoàn cảnh, tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi. Chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua, không nên mưu tính sự lâu dài. Người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu. Tốt hơn nên tự mình đi tìm, dễ bị trách oán, hàm oan, tài lộc không tốt tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu có cuộc đi ngắn hoặc được mời nên cẩn trọng khi di chuyển đi lại có tin xa nhưng cũng không tốt tính toán nhiều dễ hao tốn tài lộc tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối, ngày không nên làm gì, nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim. Trong việc trò chuyện, giao thiệp nên cẩn trọng có sự trái ý bất ngờ, xung đột. Người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu. Chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua, không nên mưu tính sự lâu dài. Nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi, hoặc vì hoàn cảnh, tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi. Dễ bị trách oán, hàm oan tài lộc không tốt. Tử vi tuổi dậu. Ngày thứ sáu này, chính quan chiếu mệnh mang đến tin vui về đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi dậu. Bằng những kinh nghiệm bản thân đúc kết được nên con giáp này rất ít khi mắc sai lầm, được cấp trên tin tưởng, giao phó cho những trọng trách quan trọng. Cơ hội để phất lên đây rồi, hãy cố gắng nắm bắt nhé. Trái ngược với những thuận lợi trong công việc, đường tình duyên của những chú gà không được may mắn cho lắm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc tình cảm giữa bạn và người ấy có thể xuất hiện nhiều sự hiểu lầm khiến khoảng cách giữa cả hai cứ lớn dần, khó hàn gắn. Với hai bạn hãy bình tĩnh và tìm cách nói chuyện hòa bình thay vì nổi khùng lên. Nóng giận đâu có giải quyết được chuyện gì ngoài việc gây ra tranh cãi. Hoặc có thể nhờ tới sự hòa giải của người đáng tin để tình cảm gia đình không đổ vỡ. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Nếu có người đề nghị về công việc thì nên tiến hành nhưng chỉ là những chuyện ngắn gọn mới tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tiệc tùng có tin buồn hoặc sự gặp gỡ kết quả công việc chưa được như ý có sự hao tốn sửa chữa tu bổ chỉnh trang mua sắm vật dụng đi xa tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc phải chờ đợi chậm chạp có cuộc đi ngắn hoặc di chuyển ngày có cuộc vui đình đám tiệc tùng hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui ngày thuận lợi cho họp mặt kết bạn đính ước tài lộc trung bình hao tốn về mua sắm di chuyển có lộc ăn tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ có tin buồn về đi lại di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp pháp trước chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu hoặc trong ngày có nhiều việc đến cần có sự thu xếp khéo léo về thời gian có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại di chuyển tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày có cuộc vui hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm có cuộc đi ngắn hoặc di chuyển tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui ngày thuận lợi cho họp mặt đính ước tài lộc trung bình hao tốn về mua sắm di chuyển có lộc ăn có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc chờ đợi chậm chạp Tử vi tuổi tuất Bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi cho thấy bạn tuổi tuất có được tam hợp che trở nên gặp nhiều may mắn trên phương diện tình cảm trong hôm nay. Các tinh này sẽ giúp bạn hóa giải những mâu thuẫn đang tồn tại giữa hai người. Dù bạn không biết có vấn đề gì thực sự đang khiến cho hai người thiếu tin tưởng và xa cách với nhau nhưng ít nhất mối quan hệ đã có sự xoa dịu. Với bạn tuổi tuất trên phương diện tài lộc, trong ngày đang có thiên tài phù trợ cho những người làm nghề phụ, có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Bạn cũng có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, bạn không nên quá phụ thuộc vào yếu tố may rủi, tiền bạc kiếm bằng chính công sức của mình sẽ bền vững hơn. Trong tháng này, nếu như bạn tuổi Tuất có công việc cần xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như Hỷ thần hướng Tây Nam và Tài thần hướng Chính Bắc, đây là hai hướng tốt giúp cho bạn gặp được nhiều thuận lợi trong công việc. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều chuyện rắc rối, phiền lòng làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi ro xung đột bất hòa, tranh cãi. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Đề phòng tai nạn đi đường, hoặc hao tốn về xe cộ, máy móc, sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an, trong nhà có người gặp rủi ro, bệnh tật, có tăng, hoặc có tin xấu về công danh, pháp luật. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi sự rủi ro, đảo lộn, bất chắc rất dễ đến. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có người đi xa, có tin xa. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Gặp lại người xưa, việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Ngày có nhiều chuyện rắc rối, phiền lòng. Làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi ro, cháo trở. Đề phòng tai nạn đi đường hoặc hao tốn về xe cộ, máy móc, sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an trong nhà có người gặp rủi ro đau ốm bệnh tật có tăng hoặc có tin xấu về công danh pháp luật tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim ngày sung của buồn mạng việc gì cũng có sự giới hạn của nó nên hài lòng với chuyện hiện tại không nên toan tính thêm nhiều chuyện sẽ không tốt có cuộc vui nhỏ hoặc được mời có tin tức không tốt về sức khỏe công danh của thân nhân bè bạn ra ngoài bất lợi tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày có nhiều việc phải lo ưu phiền nội bộ gia đình công sở không nên tranh cãi sự rủi ro, đảo lộn, bất chắc rất dễ đến. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có người đi xa, có tin xa. Tử vi tuổi hợi Bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi chỉ ra rằng, thiên ấn che chở, giúp cho bạn tuổi hợi có thể dễ dàng vượt qua những trở ngại trong công việc bạn biết sử dụng lợi thế sẵn có cũng như những sự giúp đỡ từ người bên cạnh để đảm bảo được tiến độ công việc hoàn thành đúng yêu cầu mà cấp trên đưa ra bạn tuổi hợi trong ngày này bản mệnh không cần phải quá lo lắng bởi chuyện gì cũng có thể giải quyết được cứ bình tĩnh để tìm hướng xử lý chớ nên hoang mang bởi điều đó sẽ khiến cho tinh thần của bạn bất an dễ mắc phải sai lầm tuy nhiên với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngủ hành thủy hòa xung khắc có thể dẫn đến những khúc mắc khó khăn trong đường tình duyên của bạn tuổi hợi con giáp này không hiểu tại sao đối phương lại cư xử vô lý và thất thường như vậy dù đã cố gắng bao dung nhưng bạn không thể chịu đựng mãi được sự lấn lướt của nửa kia tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa mọi việc không thể chờ đợi cần phải tiến hành hoặc phải tìm phương hướng khác để giải quyết có tin tức ở xa hoặc có thân nhân bè bạn đến có tiệc tùng đình đám cuộc vui nhỏ có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả giúp đỡ tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Dễ hao tài, tốn kém về đi lại giao dịch, mua sắm. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên rẻ rặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Làm gì cũng phải cầu việc đến ý kiến của quý nhân, thân nhân, không nên nóng vội. Mọi việc không thể chờ đợi, cần phải tiến hành. Nên tự mình ra đi để tìm phương hướng khác để giải quyết có tin tức ở xa hoặc có thân nhân, bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ. Có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả, giúp đỡ. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Dễ hao tài, tốn kém về đi lại giao dịch, mua sắm. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên rè rặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên rẻ dặt hoặc mình phải chịu hao tốn cho nên nếu vì tình cảm ân nghĩa thì nên tiến hành nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại